cho tất cả các bạn thì điều đáng quan tâm đối với các bạn học sinh, sinh viên hiện nay khi đi du học là lựa chọn được ngành học thích hợp, không chỉ phù hợp với khả năng của bản thân mà còn phải đáp ứng được nhu cầu của thị trường việc làm ngay khi các bạn du học sinh trở về Việt Nam. Và ngành học Logistics trong giai đoạn hiện nay là một ngành luôn cần nhiều nguồn nhân lực, nhất là những nhà lãnh đạo với kiến thức chuyên môn sâu rộng và tầm nhìn xa. Và theo kết quả khảo sát của Job Central năm 2013 thì có 96,4% sinh viên của trường EIC tìm được việc làm sau 3 tháng tốt nghiệp. Vậy đến với chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu rõ hơn về chương trình thạc sĩ ngành Logistics tại trường EIC nhé các bạn. Thì đầu tiên bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài nét cơ bản của trường EIC nhé. Thì Học viện EIC Singapore là một trong những trường hàng đầu tại Singapore, được sáng lập bởi những nhà quản trị doanh nghiệp danh tiếng trong khu vực châu Á, với mục tiêu đào tạo nên đội ngũ các nhà lãnh đạo trẻ xuất sắc. Và Học viện EIC thì luôn đồng hành cùng sinh viên trong cái quá trình tìm kiếm kho tàng kiến thức. Và trường thì luôn tự hào với đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp, nhiệt tình với sự nghiệp giáo dục, cùng ban cố vấn uyên bác đến từ nhiều công ty và tập đoàn hàng đầu trong nhiều lĩnh vực. Và năm 2014 thì Học viện EIC đã chuyển sang cơ sở mới, có vị trí ngay trung tâm nhất của Singapore với các phòng học tiện nghi và phòng tập thể thao nằm trong khuôn viên của trường. Điều này tạo điều kiện phát triển tối đa cho các bạn học sinh. Và EIC thì đào tạo nhiều chương trình từ O-Level, tiếng Anh, dự bị, cao đẳng nâng cao cho đến các chương trình như là cử nhân, thạc sĩ với các chuyên ngành như quản trị kinh doanh quốc tế, du lịch khách sạn, tài chính ngân hàng, marketing và sale cũng như là logistics. Còn về chuyên ngành Logistics mà chúng ta tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay thì EIC đào tạo chương trình thạc sĩ có liên kết với trường đại học Greenwich, là một trong những trường đại học lớn và hiện đại của Anh Quốc. Thì trường Greenwich thu hút được hơn 20.000 sinh viên, trong đó có hơn 4.000 sinh viên đến từ hơn 80 quốc gia trên thế giới. Và nhà trường thì luôn đặt ra cái yêu cầu cao trong chất lượng giảng dạy và tạo những cái cơ hội đào tạo nghiệp vụ, nghiên cứu cho giảng viên của trường. Chính vì vậy, 252 giảng viên của trường đã đạt được kết quả cao trong các bài thi nghiên cứu mới đây. Và với thành tích cao trong giáo dục thì trường đã được trao 2 giải thưởng nữ hoàng về nghiên cứu cho chương trình sau đại học. Những giải thưởng này đã chứng tỏ chất lượng đào tạo nổi trội của trường cũng như là những lợi thế mà trường đem lại cho sinh viên. Bên cạnh đó thì trường EIC cũng liên kết với trường đại học Wolverhampton cấp bằng với những chuyên ngành như là quản trị kinh doanh quốc tế. Còn về yêu cầu đầu vào của ngành thạc sĩ Logistics thì chỉ cần các bạn tốt nghiệp đại học tại Việt Nam, không yêu cầu kinh nghiệm và có điểm IELTS là 6.5. Nếu bạn nào chưa có đủ điều kiện IELTS thì các bạn sẽ học khóa Anh văn đầu vào của trường EIC với 4 cấp độ. Mỗi cấp độ là học trong vòng 2 tháng. Và các cấp độ mà bạn theo học thì sẽ tùy vào cái điểm bài kiểm tra đầu vào của bạn. Và sau khi hoàn thành xong chương trình Anh văn, bạn sẽ được chuyển vào học chương trình chính với thời gian học là trong vòng 18 tháng. Cũng như để tìm hiểu rõ hơn về học phí, thời gian nhập học ra sao, các bạn cũng có thể truy cập ngay vào website tân đại dương.edu.vn hay là tddvn.com. Ngoài ra các bạn cũng có thể lên ngay với văn phòng công ty Tân Đại Dương theo địa chỉ 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Ngoài ra chúng tôi còn có 2 chi nhánh ở quận 5 và thành phố biển Nha Trang. Lưu ý Tân Đại Dương không có chi nhánh ngoài Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào các bạn, tôi là Hồng Ly, chuyên viên tư vấn của công ty du học quốc tế Tân Đại Dương. Thì du học Singapore hiện nay đang là điểm đến của hầu hết các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam, bởi vì du học Singapore đang có rất là nhiều ưu điểm để mà chọn lựa. Thì lý do thứ nhất đó là cái chi phí du học hợp lý, bằng cấp quốc tế thì cái thời gian học ngắn cũng như linh hoạt sẽ giúp rất nhiều cho sinh viên Việt Nam. Thì trong cái chương trình gặp gỡ hôm nay thì có sự góp mặt của anh Kevin đến từ đại diện của trường EIC Singapore. Thì hôm nay anh Kevin sẽ cùng với Tân Đại Dương sẽ giải đáp cũng như là chia sẻ những cái kinh nghiệm thực tế khi mà các bạn có ý định du học Singapore. Nếu mà các bạn có ý định du học Singapore thì hôm nay anh Kevin sẽ cùng với chúng ta chia sẻ để có thêm một cái sự lựa chọn cho riêng mình. Thì chào anh Kevin. Dạ. Thì anh có thể là chia sẻ với các bạn học sinh Việt Nam là về cái thế mạnh của trường EIC hiện nay là như thế nào? Trường EIC thì có một cái cơ bản khá là khác so với các trường khác là ngoài về chương trình đào tạo chính, về chất lượng đào tạo khá là tốt, được kiểm định qua Bộ Giáo dục của Sing về thương hiệu, cũng về thương hiệu đào tạo là về EduTrust, thì EIC là một trong 9 trường đầu tiên đạt được danh hiệu này. Và cái khác đặc biệt là trường EIC được thành lập bởi một cái nhà triệu phú trẻ, ông thành công về nhà quản lý kinh doanh. Vì thế là trường EIC của chúng tôi cũng mạnh về nhà quản lý kinh doanh là chính. Thì trong quản lý kinh doanh thì trường ba chia làm ba cái ngành nhỏ, đó là quản lý doanh nghiệp, nhà khách sạn và tài chính ngân hàng.
riêng về chuyên ngành về du lịch khách sạn thì trường có cái đặc biệt là bên phía tập đoàn của chúng tôi là tập đoàn EIC thì có sở hữu riêng một cái khách sạn tên là Peak Hotel, thì đây là một cái cơ hội cho các bạn sinh viên. Qua cái sự giới thiệu của anh Bình thì thực sự thì các bạn cũng muốn phải du học ở EIC mà đặc biệt là cái chuyên ngành du lịch khách sạn, bởi vì theo anh Bình chia sẻ thì hiện tại bên tập đoàn EIC có ra đúng không ạ, thì rất là hấp dẫn đúng không các bạn. Thì nhưng mà về vấn đề anh văn ở đây thì các bạn sinh viên Việt Nam là một cái điểm yếu, bởi vì sinh viên Việt Nam thì khó để có IELTS, thì không biết mà khi mà sinh viên có ý định mà muốn học tại EIC thì có yêu cầu IELTS không? Chương trình tiếng Anh thì nhà trường có riêng khóa tiếng Anh để dành cho các bạn sinh viên chưa có đủ điều kiện bằng đầu vào. Riêng về khóa tiếng Anh thì nhà trường có 4 cấp độ dự bị, cơ bản, trung cấp và cao cấp. Các bạn sẽ được kiểm tra anh văn đầu vào để xác định trình độ của mình là có cấp độ nào. Đối với những bạn mà ví dụ như là trình độ chỉ là sơ cấp thôi thì các bạn sẽ học từ sơ cấp đến cao cấp. Thì tổng thời gian hoàn tất của khóa học thì khá là ngắn, chỉ mất khoảng thời gian là 8 tháng thôi. Thì nếu mà các bạn mà chưa có IELTS thì các bạn cũng có thể dễ dàng tham gia các chương trình học tại EIC Singapore từ sơ cấp cho tới là cao cấp. Thì về cái vấn đề ở đây là các bạn khi tốt nghiệp lớp 12 thì nhiều bạn có ý định là muốn nâng cao lên các chương trình học cao đẳng hoặc là đại học, và sau chương trình đại học đó lại muốn nâng cao lên thạc sĩ, thì cái chương trình đó ở EIC như thế nào? Sau khi các bạn hoàn tất khóa tiếng Anh tại nhà trường hoặc là những bạn nào đã có điểm IELTS Việt Nam là 5.5 sẵn thì các bạn sẽ được vào khóa chương trình tiếp theo là cao đẳng nâng cao. Thì thời gian của khóa học cao đẳng nâng cao thì mất thời gian là 20 tháng. Hoàn tất khóa học này các bạn sẽ được chuyển tiếp lên chương trình năm cuối cử nhân là học 1 tháng, 12 tháng nữa. Thì như vậy thì năm cao đẳng nâng cao là mất 20 tháng và năm cuối cử nhân là 12 tháng thì tổng cộng là 32 tháng. Tức là khoảng 2 năm rưỡi là các bạn đã nhận được bằng đại học tại Singapore. Nếu các bạn nào vẫn muốn tiếp tục học tiếp lên thạc sĩ thì các bạn sẽ tốn thêm thời gian là 1 năm rưỡi nữa. Thì nếu mà các bạn muốn nâng cao về lĩnh vực là về cái chuyên ngành MBA thạc sĩ tại Singapore thì các bạn cũng có thể học tại EIC, đào tạo cũng là rất là nhiều chuyên ngành đúng không anh? Thì các bạn sẽ có nhiều cái sự lựa chọn ở chương trình thạc sĩ. Thì không biết là ở các bạn Việt Nam thì thường chọn cái chuyên ngành nào nhiều nhất tại EIC trên mình? Về chuyên ngành thì theo mình thấy thì đa số các bạn khi chọn học ở EIC thì các bạn sẽ chọn về học vụ quản trị kinh doanh, sau đó thì tới du lịch khách sạn và tới tài chính ngân hàng. Thì cảm ơn cái sự chia sẻ của anh Bình hôm nay thì giúp cho chúng ta có cái một cái sự lựa chọn cho bản thân mình ở cái hướng đi là du học tại Singapore. Thì để chi tiết hơn các bạn hãy liên hệ với đại diện tuyển sinh chính thức của EIC Singapore tại Việt Nam, công ty du học Tân Đại Dương, hoặc là truy cập vào website tundaiduong.edu.vn để tham khảo chi tiết về học phí cũng như là những cái chương trình mới nhất tại EIC Singapore. Xin cảm ơn.